Kính chào quý thính giả, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bà Phó Giám của tác giả Phạm Thị Xuân. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ ngày Hoạt được bổ nhiệm lên làm Phó Giám đốc Nhân sự, Dậu bắt đầu tiến hành một cuộc cách mạng trong gia đình. Nhìn vào đâu, vào cái gì, Dậu cũng thấy nó không tương xứng với địa vị mới của chồng. Ngôi nhà ba gian xây cách đây gần chục năm, giờ đây trở nên lạc hậu trong mắt Dậu. Dậu nghĩ, giá như hồi ấy làm theo kiểu nhà hộp, thì bây giờ có thể dễ dàng xây thêm một tầng nữa, như một vài nhà quanh đây. Nhìn người ta lên tầng này tầng khác mà sốt cả ruột. Ai đời nhân viên thì ở nhà lầu, mà sếp thì phải ở nhà trệt, nghĩ có nhục không? Dậu nói điều này với chồng thì bị Hoạt vặn lại. Thế hồi ấy ai một hai đòi xây nhà ba gian cho bằng được? Dậu nguyết chồng một cái rõ dài. Thì là tôi có chối cãi gì đâu. Nhưng ông là đàn ông đàn an, lẽ ra ông phải biết nhìn xa trông rộng chứ. Nhưng nhà mình như vậy thì đã sao? Vẫn còn tốt chán. Dậu lên giọng. Ông đừng quên, bây giờ ông đã là phó giám đốc, ông nhớ chưa? Không phải như trước kia mà nhà cửa thế nào cũng được. Thế bà tưởng phó giám đốc là nhất rồi à? Không nhất thì cũng nhì, có phải ai muốn cũng được đâu. Ông không thấy ở cơ quan ông, nhiều người học hàm học vị hơn hẳn ông mà có tranh được ghế phó giám đốc với ông không? Hoặc không muốn đôi co với vợ, nhún vai bỏ đi. Tuy nói với vợ thế, nhưng Hoạt cũng cảm thấy hãnh diện lắm. Với người khác không nói làm gì, nhưng một nhân viên quèn với trình độ trung cấp, làm việc ở văn phòng cho người ta sai vặt như Hoạt, mà leo lên được địa vị ngày hôm nay đâu phải là chuyện đơn giản, dễ dàng. Những người trước đây đã từng là cấp trên của Hoạt, từng sai bảo và nhìn Hoạt bằng con mắt bề trên, bây giờ hẳn phải bối rối khi được Hoạt mời lên phòng phó giám đốc để làm việc. Một người làm quan, cả họ được nhờ, Hoạt cũng để vợ con thơm lây tí chút. Thôi thì tùy Dậu, cô muốn làm sao thì làm. Thế là Dậu bắt tay vào chiến dịch của mình. Nền nhà trước đây được lót bằng loại gạch rẻ tiền. Dậu thuê thợ về thay bằng loại gạch men xịn. Tiếp theo, Dậu cho cạo hết lớp vôi và sơn lại toàn bộ ngôi nhà. Bên ngoài màu ghi, bên trong màu vàng nhạt, trông rất trang nhã. Rồi Dậu xây thêm một phòng tắm và phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi. Việc mua vật liệu, Dậu không cần động tay động chân. Chỉ cần hô một tiếng là mấy cậu nhân viên của Hoạt vui vẻ đến giúp bà chị ngay. Bộ bàn chữ H không còn hợp thời trang, Dậu bán rẻ lại cho người bà con, rồi đi mua một bộ salon đắt tiền thay vào. Rèm cửa, màn bàn thờ và một số vật dụng khác cũng được thay đổi. Chỉ sau một tháng, căn nhà đã thay đổi một cách đáng kể. Từ ngày đó, Dậu cũng bắt đầu ăn diện hơn. Dậu không ngần ngại xếp xó những bộ đồ Tây trước đây cô vẫn mặc đi làm. Bây giờ đã trở nên quê kệch, lỗi thời trong mắt cô. Dậu đi may một loạt những bộ cánh mới. Thôi thì đủ kiểu, áo đầm, váy ngắn, váy dài. Vài năm lại đây, các bà các cô mới diện váy áo trở lại. Với Dậu, đây cũng là lần đầu tiên cô mua sắm và mặc loại y phục này. Dù gì Dậu cũng là phu nhân của một phó giám đốc, đâu thể ăn mặc xòe xòa được. Với lại, Dậu cũng đâu đã già, 43 tuổi, khi trang điểm vào, Dậu trông vẫn còn xuân sắc lắm. Nếu da Dậu mà trắng thêm một chút nữa thì các cô gái ở cơ quan Hoạt khó mà bì kịp. Nhắc đến các cô gái trẻ, lòng Dậu không tránh đôi chút lo ngại. Từ ngày Hoạt lên chức, Dậu thấy hình như các cô gái trẻ cứ vây quanh anh. Có lần có việc, Dậu đến gặp chồng ở văn phòng, thấy có cô gái trẻ đang ở đó. Về nhà, Dậu hỏi thì Hoạt trả lời. Người ta đến làm việc, chứ có phải đến chơi đâu mà thắc mắc. Dậu vẫn nghi ngờ. Làm việc gì mà chỉ có hai người, lại anh em ngọt xớt. Hoặc cười.
Ghen à? Dậu biểu môi, tôi mà thèm ghen vào, nhưng nhìn vào cứ thấy chướng chướng thế nào ấy. Vậy tôi phải làm sao đây? Không làm việc với đối tác thì từ chức à? Việc gì mà phải từ chức, mà sao ông làm bên nhân sự mà cũng phải làm việc với đối tác là sao? Bên nào mà sếp giao việc đều phải làm. Thôi, công việc của chồng như vậy, dậu đành chịu. Dậu cũng phải tân trang một chút cho chồng khỏi tham của lạ. Theo lời khuyên của mấy cô bạn thân, dậu đặt mua những mỹ phẩm cao cấp để dùng. Trước khi đi làm hoặc ra ngoài, dậu đều trang điểm cẩn thận. Mình mà không tự chăm sóc và làm đẹp thì khó mà giữ chân được quý ông chồng. Chả bù ngày còn con gái, dậu không cần son phấn cũng sinh ra phết. Chẳng thể mà không ít chàng trai lò dò đi theo xin trồng cây si, hoặc lấy được cô cũng không phải dễ dàng. Nghe lời xúi của cô bạn thân, dậu bắt đầu vào mỹ viện, lần đầu rồi nhiều lần khác. Theo lời tư vấn của các em trong viện, dậu bắt đầu việc chăm sóc da, rồi nào thì xăm môi, nào thì xăm mày, nào thì nâng mũi. May mà vòng một của dậu khá chuẩn, không thì cô cũng đã nâng ngực rồi. Hôm đi nâng mũi về, dậu hỏi Thúy Nga, con thấy mẹ lúc này thế nào? Cô con gái lớn nhìn mẹ với vẻ khó chịu, con thấy mẹ như diễn viên tuồng. Dậu bực bội, con bé này. Thúy Nga tỉnh bơ, thì có sao con nói vậy, con thích mẹ như lúc trước. Dậu không thèm nói chuyện với con nữa, thích mẹ như lúc trước thì có gì mà thích. Nó hãy là một đứa con nít, dậu chẳng chấp nhất mà làm gì. Từ hôm dậu đi thẩm mỹ viện về, mấy cô bạn cùng cơ quan cứ trầm trồ khen đẹp và còn hỏi dậu làm ở đâu, cho họ xin địa chỉ với. Tất nhiên, dậu cũng không hẹp hòi gì mà giấu. Có điều, đã hơn 2 tuần qua mà không thấy có cô nào, bà nào đi làm đẹp cả. Dậu hỏi cô bạn làm cùng phòng thì cô bạn trả lời, mình cũng muốn đi, nhưng ông xã không đồng ý. Rồi cô chép miệng nói thêm, ông xã mình cũng quá ki bo, sợ vợ đẹp thì... Như chị dậu là sướng nhất, có ông xã tâm lý hết biết, cũng không lo tiền bạc. Cô khác thì bảo chưa có thời gian, có cô thì sợ tốn kém, toàn những lý do không đâu vào đâu. Dậu nhìn mấy người bạn bằng ánh mắt thương hại và tự hãnh diện, nghĩ rằng mình là người phụ nữ đã được giải phóng hoàn toàn và đi đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây. Hôm kia, hai vợ chồng dậu đi dự tiệc ở nhà giám đốc. Vợ giám đốc chỉ hơn dậu mấy tuổi, nhưng tỏ ra là một phụ nữ sành điệu, lịch thiệp, làm dậu cũng có phần ngưỡng mộ. Khi chỉ có 2 người ngồi với nhau, vợ sếp nhìn dậu chăm chăm rồi nói, chị thấy lúc này em đẹp hẳn ra, mà trẻ nữa. Nhưng phải chi? Chị ta bỏ lửng câu nói, dậu nôn nóng. Phải chi là gì hả chị? Nói ra em đừng buồn. Phụ nữ là phải đẹp, phải chi mắt em 2 mí thì đẹp phải biết. Chỗ chị em chị mới nói, còn người khác thì chị mặc kệ họ. Dạ, em có đi làm thẩm mỹ à? Dậu lắc đầu, có đâu chị. Vậy à, chị tưởng em có đi làm đẹp rồi. Nếu chưa đi thì chị giới thiệu cho chỗ chị đang làm. Trước khi vợ chồng dậu về, chị ta còn ghé tai dậu tỉ tê. Dạ gì mà không làm đẹp hả em, khi nào đi thì phone cho chị nhé. Dậu đành lịch sự gật đầu. Về nhà, dậu cứ ngồi trước gương mãi và ngẫm thấy vợ giám đốc nói có lý, hoặc cũng phải để ý. Mình làm gì mà xăm soi mãi thế? Dậu nhìn chồng thở dài thường thượt. Mắt của tôi. Hoặc đến gần vợ. Mắt của mình làm sao? Bị đau à? Không. Vậy thì sao? Dậu kêu lên, tôi muốn đi phẫu thuật. Hoặc giật mình, vì sao mà phải đi phẫu thuật? Không sao cả, nhưng tôi không thích mắt một mí, tôi thích đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hoặc hiểu ra, thở dài ngao ngán, vậy mà bà làm tôi giật cả mình, cứ tưởng mắt bà đang bị bệnh gì nghiêm trọng.
Thế theo ông như thế nào mới là nghiêm trọng? Ông có biết đối với phụ nữ, cái gì là quan trọng nhất không? Hoặc chưa kịp trả lời thì Dậu đã rít lên. Là sắc đẹp đó. Tôi thấy bà cũng là đẹp rồi, hơn 40 tuổi rồi, còn muốn làm gì nữa, dẹp mấy cái thẩm mỹ viện của bà đi. Dậu cũng không vừa. Dẹp gì mà dẹp? Rồi cô tru tréo. Ông không cho tôi làm vì sợ tốn tiền chứ gì. Tôi có đi làm cũng chưa bằng một lần tiếp khách ăn nhậu của ông. Nào là tăng 1 rồi thì tăng 2, tăng 3. Hoặc xua tay. Thôi thôi, nói nhỏ tiếng chút đi. Tôi sợ ai mà phải nhỏ tiếng. Con nó nghe thấy bây giờ. Nghe đến con, giọng Dậu nhỏ lại. Tôi hứa lần này là lần cuối, thiệt đó. Mà tôi làm đẹp là vì ai, nếu không phải vì ông? Tôi mà xấu, người ta cười ông chứ không phải cười tôi đâu. Đáng lẽ ông phải ủng hộ, khuyến khích tôi chứ, đằng này lại. Nhưng tôi không cần. Dậu lạnh lùng. Ông không cần nhưng tôi cần. Ông có thấy bà Hồng, vợ giám đốc không? Chẳng lẽ tôi phải chịu thua bà ta à? Có tiếng thì thầm của hai đứa con bên ngoài cửa, có lẽ tụi nó thắc mắc, không biết vì sao ba mẹ lại cãi nhau. Cái nắm cửa xoay nhẹ, nhưng không có ai vào phòng. Hoặc không muốn đôi co với vợ nữa, anh thở dài. Thôi, tùy bà muốn làm gì cứ việc. Tôi không có ý kiến, sau này có gì đừng trách tôi không nói trước nghe. Dậu cũng dịu giọng. Thế cảm ơn mình nhé. Ngay từ đầu mà mình đồng ý thì có phải tốt hơn không? Thế là mấy ngày sau, theo lời giới thiệu của vợ giám đốc, Dậu đến ngay cơ sở thẩm mỹ của bác sĩ Trâm Anh. Đến đây, Dậu được giải thích phẫu thuật. Dậu định làm cho mắt thành hai mí là phẫu thuật cắt mi. Thật ra, cắt mi chỉ là một loại tiểu phẫu tạo ra một vết rạch mảnh trên bầu mắt, từ đó sẽ giúp đôi mắt thành hai mí, to và sâu hơn. Sau khi nghe giải thích, Dậu càng yên tâm và thấy quyết định của mình là đúng đắn. Hoặc giận nên không thèm đến đón vợ về từ thẩm mỹ viện như mọi lần. Cậu tài xế của Hoặc không biết có vấn đề gì mà điện thoại đổ chuông hoài không bắt máy. Dậu đành kêu taxi trở về nhà. Dậu mới đặt chân vào cửa, hai cô con gái đã nhìn mẹ bằng đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngại. Dậu lên tiếng, mẹ về sao hai đứa đứng ngay ra đó? Thúy Hồng vẫn nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ bị tai nạn à? Hay có ai đánh mẹ thế? Dậu lườm con, ai nói với con bậy bạ vậy? Thúy Hồng vẫn hồn nhiên, thì xem mắt mẹ kìa, sưng lên với bầm tím nữa, ai đánh mẹ mà ghê vậy? Con bé này, mẹ mới phẫu thuật xong nên còn sưng, vài bữa nữa là bình thường thôi mà. Con thấy ghê quá à. Dậu quay qua Thúy Nga, con bé vẫn đứng yên không nói gì. Mấy lúc này Dậu mãi bận làm đẹp nên lơ là việc nhà cửa, con bé phải cán đáng hết. Con bé không có thời gian học bài đầy đủ, sáng nay lên lớp bị cô giáo mắng, bây giờ thấy mẹ thế, Thúy Nga chỉ muốn khóc thôi. Con bé giận dỗi bỏ vào phòng, không thèm nghe tiếng gọi của Dậu. Phẫu thuật đã 5 ngày mà mắt Dậu vẫn còn sưng và tím, Dậu phải đeo một đôi kính to để không ai nhìn thấy mắt mình. Dậu ở lì trong phòng, không dám ra ngoài, sợ người ta chê cười. Dậu đã nhờ cô bạn thân đến cơ quan xin nghỉ làm mấy hôm, nói dối là bị cảm. Mấy cô trong phòng định đến thăm, Dậu phải nói là bác sĩ nói bệnh lây, không nên tiếp xúc với người khác. Mấy bữa nay báo đài loan tin một số thẩm mỹ viện làm ăn tắc trách, dẫn đến tai biến cho khách, làm Dậu lo sợ. Chốc chốc, Dậu lại sờ lên mắt, không biết có bị biến chứng gì không. Không yên tâm, Dậu đã mấy lần gọi điện cho bác sĩ. Lúc đầu người ta còn nghe máy, nhưng sau đó họ chặn số của Dậu luôn. Dậu bực tức lắm, càng bực tức hơn khi thấy Hoặc nhìn mình mỉa mai. Không khéo lợn lành thành lợn què. Cũng may là 5 ngày sau nữa thì mắt Dậu đã hết sưng. Dậu nhìn vào gương, hú hồn hú vía, may mà không sao. Mừng quá, Dậu bảo cả nhà ra nhà hàng ăn một bữa để thổi tan xui xẻo.
Tối hôm sau, Dậu nói với chồng: "Anh Hoạt này, từ nay vợ chồng mình phải đổi cách xưng hô mới được." Hoạt ngạc nhiên nhìn vợ, không biết Dậu đang định giở trò gì đây. Dậu nói tiếp: "Vợ chồng người ta già hơn mình, như vợ chồng giám đốc đó, lúc nào cũng anh em, nghe vừa trẻ trung vừa tình cảm. Chứ ai như vợ chồng mình, ông bà, mình tôi, nghe khô khan lắm. Mà mình đã già đâu." Hoặc thấy buồn cười: "Xưng hô thế nào mà chả được? Thế trước đây chẳng phải gọi nhau thế rồi à? Sao khi nào anh cũng trước đây với bây giờ nó giống nhau không?" "Tôi gọi thế quen rồi." "Thế anh gọi mấy cô ở cơ quan thì sao nào? Anh em với người khác thì được, còn với vợ thì không à?" Hoặc trêu chọc vợ: "Mấy cô đó dịu dàng hơn vợ." Dậu véo tai Hoặc một cái rõ đau: "Anh nói gì?" "Không, không có nói gì đâu." Sợ vợ lại nổi máu hoạn thư, Hoặc đành cười: "Thôi, gọi gì cũng được, tùy bà." "Sao lại là bà?" "Ừ, thì tùy em." Dậu hôn lên má chồng: "Thế có phải dễ thương không?" Hoặc ngủ rồi, Dậu vẫn cứ nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ lan man. Tự nhiên Dậu nghĩ đến cái tên của mình mà cảm thấy bực mình. Bạn bè cùng lớp cô ngày trước, người nào cũng có những cái tên thật kiêu, nào là Hồng Ngọc, Thúy Diễm, Lệ Hằng, ít ra cũng là Lan, Thủy, Thảo, Trang, Hà. Chỉ có cô mang cái tên xấu nhất, Nguyễn Thị Dậu. Khi cô nói với mẹ điều này thì cô nhận được câu trả lời: "Tại hồi đó mẹ sinh hai đứa đầu mà không nuôi được. Khi có mang con đi coi thầy, thầy bảo đặt tên càng khó nghe thì càng tốt. Đến khi sinh con ra, gặp năm con gà nên đặt tên là Dậu luôn. Nhờ thế mà mày hay ăn chóng lớn, lại xinh đẹp đấy con ạ. Nhiều người còn đặt tên là chó lợn nữa cơ đấy." Dậu ngúng ngẩy: "Sao mẹ không đặt tên con là chó lợn luôn?" "Cái con này mà tên Dậu cũng được, có sao đâu." Dậu chẳng còn biết nói sao, nhưng vẫn thấy tức anh ách. Nhất là lúc còn đi học lớp 9, có đứa bạn quái ác cứ đùa hỏi Dậu: "Chị Dậu ơi, bán chó được bao nhiêu tiền?" Lúc đầu Dậu ngơ ngác không biết gì, mấy đứa kia cười ồ: "Chị Dậu ơi, chị Dậu, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chị Dậu ơi." Dậu hiểu ra, tức quá, mách cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo kêu cả bọn lên, bắt viết kiểm điểm. Tụi nó viết rồi, nhưng sau đó vẫn tiếp tục trêu chọc Dậu. Dậu tức luôn cụ Ngô tất tố: "Cớ gì mà đặt tên cho chị Dậu là Dậu chứ? Còn ba mẹ nữa, hết tên rồi sao mà đặt cho con là Dậu?" Bây giờ tất nhiên chẳng ai dám đùa ác Dậu nữa. Lúc đầu biết Dậu không thích gọi bằng tên mình, người ta gọi Dậu là chị Hoặc, cô Hoặc cho thân mật. Sau đó người ta cung kính gọi là phu nhân phó giám đốc hoặc bà phó giám đốc. Rồi để cho tiện, không biết từ lúc nào rút lại chỉ còn là bà phó giám. Lúc đầu cái từ bà phó giám làm Dậu hơi khó chịu, nghe cứ tương tự bà thái giám. Với lại Dậu đã già đâu mà lên chức bà sớm thế. Nhưng mấy nhân viên của Hoặc đã giải thích, bây giờ cái gì người ta cũng viết tắt, nói tắt, nghe vừa giản tiện vừa hiện đại. Họ còn dẫn ra hàng loạt ví dụ như sữa Việt Nam thì gọi là Vinamilk, cà phê Việt Nam thì gọi là Vina cà phê. Còn việc gọi Dậu bằng bà chẳng liên quan gì đến tuổi tác, đó chỉ là cách biểu lộ sự tôn trọng thôi. Thế là Dậu yên lòng, lại có chút hãnh diện khi nghe người khác gọi mình là bà phó. Bà phó giám còn có điều không hài lòng về hai cô con gái rượu, đành rằng đứa nào cũng ngoan, cũng chăm học, nhưng không đứa nào thừa hưởng được cái gen di truyền xinh đẹp của mẹ, ngoài đôi mắt một mí và nước da ngăm đen, còn lại chúng giống Hoặc như khuôn đúc. Đã thế, chúng còn xòe xòa không biết chưng diện. Thúy Hồng mới 14 tuổi không nói, Thúy Nga hết năm nay sắp vào đại học rồi cũng vậy. Dậu đã sắm cho chúng nhiều bộ váy áo đắt tiền, nhưng chẳng đứa nào chịu mặc. Dậu có nhắc thì chúng trả lời: "Bọn con đi học,
mặc đồ đó không hợp đâu ạ. Thì mặc lúc đi chơi. Đi chơi thì cũng mặc đồ giáng dị, mẹ mua cái thì diêm dúa, cái thì... Bạn con chẳng bao giờ mặc như vậy đâu. Toàn đồ đắt tiền đấy. Con chỉ thích đồ hợp với mình, đắt tiền làm gì? Dậu cao giọng, con phải biết con là phó giám đốc. Thúy Hồng cười, mẹ ạ, mẹ lúc nào cũng phó giám đốc. Bạn con còn có ba là giám đốc nữa kìa. Con mà lên mặt tụi nó nghỉ chơi thì sao? Thì chơi với đứa khác. Nhưng con chỉ thích chơi với chúng. Dậu trao mày, không thích thì phải nói với mẹ ngay từ đầu chứ. Nhưng mẹ có hỏi con đâu. Thấy con nói thế, Dậu đành chịu. Nhớ ngày Dậu còn bé, muốn may một bộ quần áo, phải chờ phát tem phiếu, rồi phải chầu chực nhiều giờ ở cửa hàng công nghệ phẩm mới mua được vải, mà vải nào ra hồn. Nhà nào có tiền thì ra chợ đen mua vải, thu thu giấu giấu, rõ khổ. Thế mà bây giờ lũ trẻ này sung sướng không biết hưởng. Thôi thì tùy chúng vậy. Hôm nay cả nhà hoặc về quê vợ ăn dỗ, lâu rồi Dậu mới lại có dịp về quê. Ngày trước, gia đình và họ hàng Dậu không có ý coi trọng Hoặc vì anh chỉ là một nhân viên quèn, trong khi hai cậu em rể của Dậu, một là phó chủ tịch xã, còn người kia là giảng viên một trường đại học danh giá. Dậu muốn nhân cơ hội này sẽ cho mọi người biết bây giờ chồng cô đã là một nhân vật tầm cỡ, không thua kém những người khác. Dậu không biết Hoặc đang rối ruột lên vì những việc vừa xảy ra. Hôm trước, Hoặc đã nhận được công văn của cấp trên về việc thanh kiểm tra đột xuất hoạt động quản lý nhân lực do Hoặc phụ trách. Theo một nguồn tin không chính thống, họ nghi ngờ có vấn đề tham nhũng ở đây. Hoặc đang lo sốt vó, không tiện nói với vợ vì sợ Dậu sẽ làm ầm lên. Không bàn trước với Hoặc, Dậu tự ý điều cậu Quý, người lái xe của cơ quan chồng, đến đưa mọi người đi. Tất nhiên cậu này chấp hành răm rắp. Lần trước đã mất điểm với phu nhân sếp vì không nghe máy rồi, lần này phải chuộc tội thôi. Mới 6 giờ sáng, cậu ta đã lái xe đến trước cổng nhà Hoặc. Hoặc hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Dậu muốn cả nhà mặc đẹp một tí, cô chọn cho chồng bộ vest tông màu xám, Hoặc mặc vào, trông vừa lịch thiệp vừa sang trọng. Hai cô con gái, cô lớn mặc cái đầm hoa bi, cô bé đầm jean đúng mốt. Riêng với mình, Dậu chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng vừa ý với bộ váy ngắn bó đùi, kẻ sọc mới may. Mặc vào rồi, Dậu còn ngắm nghía mãi, không để tâm đến việc Hoặc đang sốt ruột chờ ở bên ngoài. Mãi đến khi Thúy Hồng vào giục, cô mới chịu bước ra. Hoặc nhìn vợ ngần ngại một chút rồi nói, em vào thay cái áo khác đi. Dậu ngạc nhiên, sao vậy anh, em thấy đẹp mà. Em mặc thế này có tiện không? Có gì mà không tiện hả anh? Chiếc váy, Dậu hơi nhăn mặt, chiếc váy làm sao, em mới may đấy. Anh thấy nó ngắn quá, không hợp với tuổi em. Với lại ở quê mặc như thế đi lại sẽ bất tiện. Anh thiệt là lạc hậu, ở cơ quan em, người ta toàn mặc như thế đấy. Mà anh đang chê em già đấy à? Hoặc không tranh luận thêm với vợ, lặng lẽ bước lên xe trước. Ba mẹ con Dậu cùng ngồi ở băng sau, cậu lái xe vừa thấy Dậu đã khen ngay một câu. Hôm nay, trông bà phó trẻ ra cả chục tuổi, bà phó dám đi với cháu Nga cứ như là hai chị em. Dậu chưa kịp nói gì thì Thúy Nga đã biểu môi. Chú lại cho mẹ cháu đi tàu bay giấy rồi. Hoặc quay lại nhìn con không nói gì, cậu lái xe vẫn bô bô. Chú nói thật đấy, vợ chú hôm kia gặp mẹ cháu nói chuyện với chú ở văn phòng, cứ tưởng có cô nhân viên trẻ nào đến xin việc. Cứ vặn vẹo chú mãi, chú đã giải thích là bà phó đến điều chú đi công tác. Cô ấy vẫn không tin, đến khi gặp cô Hải bên phòng kế toán, vợ chú mới chịu yên. Không biết sự việc có phải như Quý nói không, nhưng Dậu vẫn phỏng mũi lên vì những lời nịnh nọt dễ nghe đó. Thúy Hồng thắc mắc, thế vợ chú không biết mẹ cháu à? Thì trước đây cũng có biết, nhưng mấy tháng nay không gặp. Vợ chú nhìn không ra, cứ tưởng người khác.
Thúy Nga chen vào. Vợ chú nhìn không ra cũng là phải. Từ hồi mẹ cháu đi thẩm mỹ viện về, nhiều lúc cháu còn tự hỏi không biết có phải là mẹ mình không nữa đấy. Thúy Hồng cười. Cháu cũng thấy vậy, thấy mẹ cứ lạ làm sao ấy. Có bữa mẹ ngủ, cháu thấy mắt mẹ cứ mở không chịu nhắm lại. Dậu đỏ mặt vì thẹn, cái mũi càng đỏ hơn. Cô kéo tay áo Thúy Hồng, con bé quay qua nhìn mẹ. Sao vậy mẹ? À, mà mũi mẹ lại đỏ rồi, chị Nga ơi. Tự nhiên Thúy Nga nổi giận với em. Cái con nhỏ này nhiều chuyện quá. Thúy Hồng ngạc nhiên nhìn chị, hôm nay chị làm sao vậy? Chẳng làm sao cả. Nói xong, Thúy Nga quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến cô em gái đang xịu mặt xuống vì bị mắng oan. Không khí trở nên ngột ngạt, dậu giận con lắm. Mấy bữa nay nó cứ muốn đối đầu với cô, nhưng chẳng lẽ trước mặt người ngoài cô lại mắng con sao? Dậu đành giả lả nói với Thúy Hồng. Chị con đi xe ô tô không quen nên mệt đấy thôi. Thúy Hồng không hiểu ý mẹ. Những lần trước chị ấy có sao đâu. Dậu chưa biết trả lời con thế nào thì cậu lái xe đã nhanh trí chuyển đề tài bằng cách quay sang hỏi Hoặc. Phó giám đốc có hay về quê không? Hoặc mãi suy nghĩ đâu đâu không nghe câu hỏi, dậu phải lên tiếng. Cậu Quý hỏi anh kìa. Hoặc giật mình. Quý hỏi gì à? Anh có hay về quê không? Quê mình thì có về, còn quê vợ thì lâu lâu mới về. Quý chép miệng, vâng, thế cũng phải, phó giám đốc còn bận bao nhiêu là việc, có thời giờ đâu mà về. Đang lo lắng, nhưng nghe lời tân bốc của Quý, Hoặc vẫn thấy bùi tai. Từ ngày Hoặc lên làm phó giám đốc, Hoặc nghe cũng nhiều rồi, anh đưa mắt nhìn cậu lái xe với vẻ thương hại. Ngày trước, khi anh còn là nhân viên văn phòng, anh cũng đã từng phải lấy lòng các sếp như vậy. Bây giờ thái độ mềm mỏng của anh đã được đền đáp xứng đáng. Bằng cách nào, anh cũng phải giữ cho được cái ghế phó giám đốc. Còn những người như Quý thì dù khôn lanh đến đâu, suốt đời vẫn chỉ là một anh tài xế mà thôi. Chiếc xe vẫn chạy bon bon, đường nông thôn bây giờ đều đã được nâng cấp, tráng nhựa hoặc đúc bê tông, không thua gì ở thành phố. Chẳng mấy chốc, cổng xóm nhà dậu đã hiện ra trước mắt, hoặc bảo cậu tài xế. Cậu cho xe dừng lại ở ngõ, có hai cái trụ lát gạch đỏ ở đằng kia nhé. Đã đến nhà rồi hả, phó giám đốc? Chưa. Nhà ở gần cuối ngõ, nhưng ngõ nhỏ, xe có vào cũng khó ra được. Cậu dừng xe ở đó là được. Vâng. Xe vừa ngừng lại, hai đứa trẻ đã nôn nóng ra ngoài. Thúy Hồng loay hoay mãi không mở được cửa, thấy Thúy Nga đã nhảy xuống đất. Thúy Hồng liền quay sang phía bên kia. Vội vã con bé vấp phải cái túi du lịch để dưới chân, ngã lên nệm xe. Hốt hoảng, con bé giơ tay ra phía trước, vô tình níu lấy váy mẹ giật mạnh. Lúc đó, dậu đã đặt một chân xuống mặt đường. Chiếc váy sẽ bị rách toạc một đường dài. Thúy Hồng sợ hãi cúi mặt trước sự cố bất ngờ đó. Dậu khẽ rên. Trời ơi, cái váy của tôi! Hoặc và Thúy Nga quay lại, ngạc nhiên nhìn dậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai người hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoặc mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt đang đờ ra một cách tội nghiệp của vợ anh lại thôi. Thúy Nga tiến đến bên mẹ nói nhỏ, trong túi sách của con có kim chỉ, mẹ lên xe, con khâu tạm lại cho. Hoặc thở dài ngoái lại phía sau, anh lờ mờ nhận thấy một tương lai ảm đạm đang chờ đợi mình. Truyện ngắn, bà phó giám xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!